Tuấn Dương xin chào quý khán giả kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trong một video ngày mới mùng 3 tháng 12 năm 2021 chia sẻ về cuộc sống Sài Gòn. Thưa các cô bác anh chị, lúc này gần về Noel thì thời tiết Sài Gòn tháng 12 những cái buổi sáng đầu ngày hoặc là buổi tối thì tiết trời thường là se lạnh. Không khí Giáng sinh thì đang cận kề. Tuy nhiên thì năm nay Sài Gòn trang trí Giáng sinh rất là đơn giản. Bên cạnh những các cái hoạt động thường ngày như là buôn bán, làm ăn thì bà con cũng sẽ chuẩn bị tổ chức để đón một cái mùa Giáng sinh an lành. Nơi Tuấn Dương đang đứng ở đây là khu vực phố Nguyễn Chí Thanh. Đây một cái cửa hàng có cái chữ là Thế Giới Thờ Cúng, 313 Nguyễn Chí Thanh, phường 15 quận 5. Và kế đó thì một cái cửa hàng cũng về phong thủy, nhưng mà lúc này thì để cái biển cho thuê mặt bằng. Và việc buôn bán của bà con thì cũng vẫn diễn ra. Tuy nhiên thì cái sức mua năm nay có vẻ là không nhiều như những năm trước. Các cái mặt bằng trống như Tuấn Dương vừa giới thiệu thì lúc này khá phổ biến. Ví dụ như ở cái phía đối diện nhà các bạn cũng một cái nhà cho thuê nguyên căn đó, với 1, 2, 3, 4, 5 tầng nhà cho thuê nguyên căn kế bên cái số 762 Nguyễn Chí Thanh. Thì lúc này nhìn đâu cũng lác đác thì cũng đều có những các cái biển cho thuê nhà. Cái khúc này đó là gần Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Chi Hội Nguyễn Chí Thanh, số 752 Nguyễn Chí Thanh các bạn. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì Tuấn Dương sẽ đưa các cô bác anh chị chúng ta đi đến khu vực bếp cơm của cô Tư ở bệnh viện Chợ Rẫy. Mình sẽ ghi lại những các cái hình ảnh, chia sẻ các suất ăn tới người nghèo. Phố Nguyễn Chí Thanh này thì có khúc thì chuyên bán đồ thờ cúng, có khúc thì chuyên bán đề can, dán phụ kiện xe hơi, xe gắn máy. Đây, chúng ta đang có mặt trên đường Phó Cơ Điều. Đây là hãng xe Hùng Cường đi Châu Đốc. Lúc này chỉ có xe vận chuyển hàng hóa thôi, còn hành khách thì gần như là không có ai. Đây, chúng ta sẽ quẹo trái góc ngã tư Tân Thành, Phó Cơ Điều. Hướng này chúng ta sẽ đi về bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là bà con xếp hàng mua thuốc tây, đi khám ở bệnh viện xong thì có một số người sẽ mua thuốc tây ở bên ngoài này. Quanh các cái bệnh viện thì những cái nhà thuốc cũng rất phát triển, người ta bán được do là có một cái số lượng lớn người đi khám bệnh mỗi ngày. Bệnh xong là sẽ phải mua thuốc để điều trị. Đây, chúng ta đang có mặt trên con đường Phạm Hữu Chí. Bên tay phải của chúng ta là trường Trung học cơ sở Hồng Bàng. Hiện nay thành phố cũng đang dự kiến là khoảng ngày 13 tháng 12 là dự kiến cho các cháu học sinh cuối cấp được đi học trở lại.
thì thường sẽ rơi vào là lớp 9 và lớp 12. À, khúc này là đường 3 triệu, cổng số 6. Và con cô bác đã ra ngồi xếp hàng đợi rồi. Cô bác đang ngồi xếp hàng đợi. Đợi cả hai bên luôn. Đây, bên này nữa nha các bạn. Cô bác ngồi giãn cách, giữ cái khoảng cách mỗi người cách nhau khoảng 2 mét đợi để lấy cơm. Đó, dài ra dưới tận ngã tư này. Chạy xe thì cũng phải mấy trăm mét, rất dài luôn. 300 người nhiêu? Chào chị. À, đây thưa các cô bác anh chị, các tình nguyện viên cũng vẫn đang chia sẻ các cái suất ăn này, đang gói. Anh dậy từ mấy giờ? 4:30 dậy làm rồi. Rồi. Làm thế có buồn ngủ không? Không. Không dậy quen rồi. Cô bác anh chị, đây là những cái ổ bánh mì. Lát xíu cũng sẽ tiếp tục chia sẻ cho bà con. Những cái ổ bánh mì này rất là lớn. Bánh mì trong là nhân dừa các bạn ạ. Bánh mì nướng nhân dừa. Đây trước giờ phát cơm bây giờ mới là 9:29, nghĩa là phát sớm hơn 30 phút, thì ngày hôm nay sẽ phát cái số lượng là khoảng 300 phần. Số tiền phát cơm này thì từ các quý nhà hảo tâm đã đồng hành ủng hộ hỗ trợ trong suốt cái đợt dịch vừa qua, và hôm nay là buổi thứ 38 rồi. Còn 2 buổi nữa là chúng ta sẽ kết thúc cái chương trình mà phát thực phẩm do các quý nhà hảo tâm đồng hành ủng hộ hỗ trợ từ đợt tháng 8 cho tới nay. Thì mỗi một cô chú anh chị sẽ nhận là một chai nước, một ổ bánh mì và một suất ăn. Các cô chú thì xếp hàng ở hai bên, bên phải bên trái, đứng ở trên vỉa hè. Đây có cả những các cô chú mà đi nuôi bệnh ở trong bệnh viện. Rồi các cô bác tiến tới đi ạ. Dạ, dẫn lý chú làm
cho chú xuất hàng nhớ ha, từ ở đây chú ấy là cái ấy chú quà rồi nhớ chú làm cái nhưng mà anh chạy chú làm nhiều lần rồi chú biết mà cũng không cái nào cũng chị. Ừ, đối diện bên này này. Chị xin một cơm. Chị ơi, chị cứ xin không được hả? Xếp hàng, xin thì được nhưng mà xếp hàng chị. Dạ vâng ạ. Chị kiếm cổng số 3 thì bên kia. Có thêm bánh mì thì có một có hai nhà hảo tâm
anh Vũ là một người giấu tên có ủng hộ tổng cộng số tiền 2,5 triệu. Thì cô Tư sẽ thêm vào mua bánh mì phát cho bà con. Dạ, cảm ơn bà Lãnh đi ạ. Rồi Lãnh đi chị. Rồi Lãnh đi các anh chị ơi. Dạ dạ. Rồi. Mạnh đồ quân các anh nhập chợ nha. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn cháu. Dạ, cảm ơn chú ạ, chú Lãnh ạ. Tên cho em là em biết ạ. Dạ. Dạ dạ. Rồi. Cảm ơn chị. Thank you.
xếp hàng chú. Lấy cơm xếp hàng chị gái ơi. Tiếp theo.